chào mấy bạn. Chào mừng mấy bạn đến với channel của mình. Mình là Mac đây và ngày hôm nay là một cái thử thách khác của Mac với Vách. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã mời thêm một bạn fan để tới làm cùng mình. Thì em có thể nào giới thiệu bản thân mình không Tỷ? Xin chào các bạn, mình là Tỷ. Mình 19 tuổi. Mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay tại vì đã có rất là nhiều bạn hỏi là tại sao Mac không có mời bất cứ bạn fan nào tham gia chung với Mac và cũng không có offline gì hết. Thì offline thì mình chưa làm được, nhưng mà mời fan thì mình làm được, cho nên là nếu bạn nào muốn mình mời các bạn tới đây cũng giống như Tỷ tới đây làm những thử thách chung với mình, làm những video về đồ ăn chung với mình, thì bạn hãy nhớ comment dưới và bạn hãy nhớ vào group của Động Dừa, đó là group của những người fan mình lập ra và tụi nó hoạt động trong Động rất là vui. Thì mấy bạn nhớ, mấy bạn hãy click vào đây để mấy bạn có thể gia nhập với đại gia đình của mình nha. Còn bây giờ thì bữa nay em biết em tới đây làm gì không? Tinh thần anh thấy cái này là em không biết nữa. Mấy bạn có biết cái này là cái gì không? Nếu bạn biết, mấy bạn hãy nhớ comment dưới nha. Chứ mình nghĩ là bạn không biết rồi đó. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách là thử thách làm pizza kinh dị. Nó không có đàng hoàng lắm đâu em. Tại vì thật ra là mình làm vậy mình cũng cảm thấy hơi có lỗi mấy bạn fan. Tại vì ngày đầu tiên mời người ta tới mà cho người ta ăn đồ kinh dị rồi thì nó hơi kỳ. Nhưng mà cái này là tùy thuộc vô nhân phẩm của em và tùy thuộc vô kiểu sự may mắn của em nha. Tại anh cũng không biết nữa. Thì luật chơi như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái này ở đây. Nó là thăm. Thì khi mà em bốc thăm này nè, em tìm được món gì á thì em sẽ bỏ vô cái đế pizza này. Sau đó mình sẽ đem nướng cái này, nhớ nha. Đem nướng cái này nha. Thì sau đó chúng ta sẽ ăn thử, đứa nào ăn còn lại sau cùng thì đó thua. Tại vì đúng không? Tại vì nếu mà mình làm vậy mà mình ăn sớm đầu tiên có nghĩa là mình ăn sớm đầu tiên có nghĩa là nó ngon hơn, còn cái còn lại thì nó lại dở hơn, đúng không? Thì bây giờ ok. Trước khi bắt đầu video, mọi người hãy nhớ ấn like, share, subscribe cho mình và mọi người hãy ấn luôn cái chuông bên kênh để subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới cho nội của mình nha. Còn bây giờ thì thử thách xin được phép bắt đầu. Bây giờ em muốn ai chơi trước nè? Anh chơi trước nha. Ồ thôi được rồi, anh khách, em là khách mà anh là chủ mà, thôi mời anh đi trước. Sao pha đầu anh quá. Nè, pha đầu mà nó bốc trúng kẹo dẻo hay gì đó là biết bữa nay em. Kẹo dẻo người sau. Không đùa mấy bạn, nè. Đó, từ lúc nó bốc lên tới lúc mà mình đưa cho bạn coi luôn nè. Nè, pha đầu mà nó bốc trúng kẹo dẻo hay gì đó là biết bữa nay em. Kẹo dẻo người sau. Ok, cho kẹo dẻo con sâu chịu. Ok, tới phiên mình. Từ từ. Mình ghét cái này nhất cái cuộc đời mình luôn. Mình nói thiệt với bạn là cái cuộc đời mình ghét cái thứ này nhất luôn. Chuối, chuối. Nghe nói mày ghét tao hả mấy? Hèn gì mày bỏ chữ ướp chữ tên channel của mày. Được, tao sẽ kêu 500 anh em qua channel mày. Hủy đăng ký, dislike, đồ phản tin. Mày không hớt được bao con trai. Tobi không tình yêu. Chơi trái chuối bạn ơi. Chụp đi. Ok. Mấy bạn, tụi mình chuẩn bị làm một cái công việc thế kỷ. Đó là mình sẽ làm pizza với chuối. Ok mấy bạn ơi. Ê, cũng được, bánh kẹo ăn cũng ngon. Nhưng mà bánh này bánh mặn nha, bánh phô mai nha. Ok, còn mình thì mình lo trái chuối của mình trước. Trời ơi. Nhìn là hơi toan rồi đó bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ cắt chuối ra. Ông nồi mè ơi. Anh em suy nghĩ tới lúc mấy phần nướng lên. Ừ, mình bây giờ mấy bạn phải nghĩ tới cái lúc mà tụi mình nướng lên. Nhưng mấy cái này nó chảy nhớt ra hết rồi như thế nào. Ok, để mình làm cho đẹp ra. Lỡ làm này thì ít nhất mình cũng phải được 10 điểm trình bày không chứ. Tiếp theo. Em hai món rồi đúng không? Tới anh tiếp nè. Của anh là... Không cũng được, chuối với sô-cô-la ăn vẫn ngon mấy bạn à. Mình đoán vậy. Mấy dân tập gym bình thường nó cũng hay ăn kiểu này. Không được, cũng được đi. Ok, tiếp đi. Ok. Thôi. Tỷ ơi, em vô sai ngày rồi Tỷ. Em xịt sao mà em ăn được á. Động não nha, tới anh. Ok, cái gì đây? Bánh swing. Bánh swing là bánh gì? Ôi, cũng được mấy bạn ơi.
Ê, anh hề luôn, có chút xíu mà cái này mà nó quết vô với cái kẹo dẻo này mà nó quết vô chung với tương ớt là ăn bao ngon. Đó. Ừ, bên anh nó chưa tan lắm. Ờ. Ừ. Đó, nè đó, bây giờ mới tan nè đó. Thấy là tối nay là toilet là chật kín rồi đó. Hả, cho ký cát được nè. Ký cát được, ừ, ký cát tương ớt được. Khá ổn, khá ổn. Từ đó về sau, từ lúc mà em để cái tương ớt nó lên trên này á, là từ đó về sau là đen luôn. Trứng cút. Chocobai ăn với trứng cút mấy bạn. Đây, giới thiệu các bạn. Trứng cút. Hai toàn. Giờ là để làm sao nữa. Bây giờ để nó xen kẽ vô. Ồ, cũng được quá nè. Cái phần pizza của mình coi được quá bạn ơi. Ước gì nó ra, nó lòi ra màu đỏ. Nó ra xì tin, tao mới chết. Nó ra xì tin là tao ói luôn á. Cái gì? Không sao em, được. Đi cả. Các bạn nhìn nè, đây pizza, pizza ngọt và pizza mặn. Ok. Bột ớt. Được, được, được. Được không vậy? Ổn. Thấy ghê, cho cô ba ăn với bột ớt được không vậy? Trời ơi. Ok. Marshmallow. Oh, marshmallow nó chạy ra đó em. Nó chạy nó phình ra. Không được em toan rồi. Sữa ông thọ. Thôi toan rồi anh ơi. Mấy bạn ai còn nhỏ thì bạn sẽ biết sữa ông thọ ăn chung với bánh mì rất là ngon, nhưng mà bánh pizza thì không nhé bạn. Cái gì? Chả xoắn. Chả xoắn bento. À, mực bento quá hả? Ôi, hợp lý rồi. Cuối cùng anh cũng đang có màu đỏ quá. Em nhìn anh, nhìn cái này là nhìn giống như cái nhà mà nó bị giật sập xuống á. Xúc xích heo. Đó, cái này mới rất là vô duyên nè. Bây giờ cái đó mà mày đưa cho anh là ok luôn á em. Thôi đồng bỉ. Ê, cũng hợp rồi. Cũng được, cũng được, cũng được, cũng được. Phô mai mozzarella. Ồ, có phô mai. Thì này, pizza của anh có phô mai. Cái món duy nhất nãy giờ liên quan tới pizza đó các bạn. Hợp lý hả? Hợp lý. Ok. Bột phô mai vị cay. Bột phô mai vị cay là cái gì? Ui. Quen lắm. Ok, rưới lên tạm đi. Thôi chắc để sơ sơ được rồi. Có đẹp thôi, ok rồi. Ok rồi. Còn lại 3 thăm nữa. Ủa đâu, 4 thăm em. Còn 4 thăm nữa. Cái này của anh là kẹo M&M. Ok, có cái màu rồi. Có màu rồi. Ok, nhìn nè, đó, có màu rồi bạn ơi. Cái mâm pizza siêu to khổng lồ của mình nó cũng có màu rồi. Dù là mình biết chắc là mình ăn vô mình sẽ chết, nhưng mà đây là hai cái cuối cùng. Bây giờ anh nhường em bốc trước. Bây giờ hai đứa mở ra cùng lúc nha. Tại vì kiểu gì nó cũng toan rồi mà. Ok, 3, 2, 1. Ai vô nè. Oh shit. Oreo. Oreo cay hả? Oreo. Oh, được ta, hợp lý nha. Ok bạn ơi, thì hiện tại bây giờ tụi mình đã xong được 2 phần pizza rồi. Và đây là 2 phần pizza trước khi tụi mình bỏ vô lò nướng. Thì mấy bạn thích cái pizza bên nào trước thì các bạn hãy nhớ comment ở dưới luôn nha. Thì nếu bạn thích pizza của Tỷ hơn thì bạn hãy comment số 1. Còn nếu bạn thích pizza của mình hơn, các bạn hãy nhớ comment số 2. Còn nếu bạn thấy cả hai pizza đều ngon, các bạn hãy comment là mát đẹp trai quá. Mát đẹp trai quá. Mát đẹp trai quá. Mát đẹp trai quá. Thì bây giờ mình sẽ đem hai cái pizza xuống dưới để mình nướng. Và để coi là sau khi mình nướng thì một số thứ nó sẽ chảy ra, một số thứ nó sẽ nổ ra, một số thứ nó sẽ ăn không được và nó sẽ làm cho mình kiểu bị trúng thực cái gì đó mình không biết. Nhưng mà bây giờ đem dưới thử nha các bạn. Cái này sạch gần đây thôi, chuẩn rồi đó bạn. Nhưng mà người ta nói, ê, không, người ta không thì đợi ai đây, thì đợi tôi đi riêng rồi đó. Bây giờ không ai dám hỏi vậy. Hộp vô. 12 seconds later.
Ok, thì chúng ta sẽ review sơ qua hai cái phần đồ ăn của hai đứa. Thì chắc là review cái cung tỷ ở đây. Giới thiệu các bạn, đây là pizza, theo mình gọi là đây là pizza khu rừng cháy. Thì cái này á, nó mang tính chất là gọi là kiểu thông điệp là kiểu bảo vệ rừng Amazon, các bạn thấy không? Đây là những con thỏ bị chết cháy xung quanh, đây là những cái lá cây bị ngã xuống đó, các bạn nhìn đó. Mấy bạn, đây là cái thông điệp mà bảo vệ môi trường của bạn Tỷ đã thiết kế ra. Giới thiệu các bạn, đây là tác phẩm nghệ thuật bãi rác trái đất. Khi mà các bạn sử dụng quá nhiều rác thải và các bạn thải ra trái đất thì nó sẽ như vậy. Tất cả mọi thứ nó một mớ hỗn độn. Nếu mà các bạn mà không giữ được trái đất sạch xanh sạch đẹp, mấy bạn không biết bảo vệ môi trường thì trái đất chúng ta một ngày đó nó sẽ như cái này. Các bạn hãy nhớ bảo vệ môi trường. Bây giờ mình với Tỷ sẽ quyết định là mình sẽ bắt đầu, Tỷ sẽ cùng nhau thi ăn cái này. Nếu mà ai ăn chậm nhất có nghĩa là đó là người thua cuộc. Ok, mọi người ơi, chuẩn bị nha. Ok, ba. Đếm không? Ba. Thôi, ngừng. Ok, không phải là tại anh sợ cái món này, anh không dám ăn cái món này, nhưng mà anh đồng ý chịu thua. Em thắng rồi. Chúc mừng em. Em là người fan đầu tiên và cũng là người thách đấu với anh đầu tiên mà em là người chiến thắng. Chúc mừng em. Tại vì theo ở trong cái tâm cảm của anh á, cảm thấy là nếu em ăn cái này là em sẽ bị dí. Và làm vậy thì anh có lỗi với lại ba mẹ em, hai bác rồi cái kiểu rồi gia đình em cái kiểu. Ok bạn ơi, thì mình vừa làm xong cái pizza này và mình nghĩ là mấy bạn nếu mà làm chơi thì được chứ ăn thì chắc cũng không được đâu. Nên đừng thử cái này ở nhà và đừng ăn thử cái này ở nhà nha. Và nếu bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe. Và bạn nếu bạn muốn thi mình thi cái gì khác và những sao chẳng hạn như là cuộc thi kiểu làm bánh tráng trộn, là bánh tráng trộn ăn chung với kẹo, bánh tráng trộn ăn chung với nước dừa đồ, thì các bạn hãy nhớ comment dưới nha, để mình có thể tạo ra nhiều cái cuộc thi kiểu như vậy nữa, để chúng mình có thể làm chung với nhau, chơi chung với nhau và kiểu kết nối giữa mình và các bạn fan nhiều nữa. Các bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe ủng hộ cho mình. Và tạm biệt mấy bạn, hẹn các bạn vào những video lần sau. Matt đi đây. Bye bye. Bye bye. Một con mũi thuật tôi đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất. Ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân vào tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất. Ngươi quá trời quá đất. Một con mũi thuật tôi đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất. Ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân vào tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất. Ngươi quá trời quá đất. Ngươi quá trời quá đất.